Đây phao dầu xe tải này. Đây cái nắp. Đây phao dầu ngay đây. Mình mở cái nắp này ra thì nó có cái phao ở dưới này. Dây điện cấp nguồn này. Thì cái phao này á, cái con trở trong cái phao này nó mắc song song với motor. Motor dầu này. Cái phao này chính là cái phao này mở ra đây này. Cái nắp lúc nãy này. Đây. Dầu lên dầu xuống nó sẽ đỡ con phao này lên xuống. Mức dây đầu đầy, mức dây thấp đầy, thấp đầy, thấp. Nguồn cấp vào đây. Cái nguồn này nó sẽ song song với lại con motor dầu này. Đây. Con motor đây. Đấy là phao.